Xin chào tất cả các bác. Hôm nay lại giới thiệu với anh em mấy cái mẫu van cho tất cả anh em chơi bộ hơi truyền thống van Bình. Hôm nay mình và số lượng khá là nhiều về cái mẫu van FX này. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ với mình nhé. Khá là nhiều luôn đấy. Cái này van đờ đem FX đấy, điều áp ngoài. Đấy, nó có chữ đầy đủ đấy nhá. Trên thị trường thì nó có nhiều loại lắm. Đờ đem 7075. Phụ kiện tất cả đi đầy đủ như ở trong video này mình quảng cáo như thế nào thì gửi cho các bác là như vậy. Đấy, răng sim phớt đầy đủ hết, lọ dầu, lọ nhớt. Đây là cái van đờ đen FX. Giá cái van này thì nó là hơn 2 triệu nhé. Cái van này đắt tiền lắm. Nó hơn 2 triệu đồng một cái van đấy. Và đến tiếp theo là một cái mẫu van này nữa. Anh em cứ xem hết video mình quảng cáo có gì thì mình quảng cáo đấy cho anh em xem. Cái này thì dành cho Benjamin. Benjamin, cái này D35. Cái bên ngoài này của nó là phi 35, mọi người lưu ý nhé, phi 35. Đấy, tất cả nó bằng inox. Inox nó đúc nguyên khối rồi nó tiện gen, tiện góc cạnh. Đấy, click kép nó để áp là 120. Đấy, áp cái này là 120. Hơi nó có rồi, anh em mà muốn tháo hơi ra thì chúng ta phải vặn đồng hồ này. Cứ vặn từ từ nó khắc ra. Đây là cái van điều áp nhé. Còn cái đo hơi thì nó đo hơi ở bình. Đấy, nó sẽ kèm cho chúng ta một cái bộ phận này để đo hơi. Và van nạp nó sẽ nằm ở trong cái lỗ này. Cái que nạp đấy nó sẽ đi kèm cho chúng ta. Đây, nó nằm ở trong cái hộp này luôn, trong cái túi sim này luôn. Đấy, que nạp là như vậy. Đấy, cái van này giá của nó là hơn 1 triệu đồng. Anh em mua thì bảo tôi muốn mua chiếc van lệch D35 Clicket. Van lệch D35 Clicket giá là hơn 1 triệu. Cái này dành cho Benjamin ED. Đấy, đấy là những cái mẫu van số lượng thoải mái anh em nhé. Hiện tại đầu năm và rất nhiều luôn, để bán cả năm luôn cho anh em đấy. Đây là số lượng thoải mái. Còn đây là bộ hơi truyền thống. Đấy, bộ hơi truyền thống. Cái bộ hơi này thì, cái loại này thì không có điều áp. Đấy, nó có rất nhiều mẫu nên là bên shop cứ quảng cáo từ từ. Nó không có điều áp. Đây là cái lòng mình tượng trưng, tượng trưng cho cái lòng 12. Thì sẽ đi kèm cho chúng ta quy tiếp đạn 12. Ở đây thì nó rất nhiều quy tiếp đạn, mọi người lưu ý nhé. Quy tiếp đạn 12 này, quy tiếp đạn 8 này. Và đây là quy tiếp đạn 16. Đấy, 16 nó sẽ to hơn để cho chúng ta bắn bi. Đây là bộ hơi truyền thống, không có điều áp. Một chọn bộ như thế này, giá là 1 triệu rưỡi quay đầu về. Anh em nhé, 1 triệu rưỡi quay đầu về. Đấy, để biết giá chính xác thì anh em cứ gọi điện chứng trực tiếp cho shop. Vì giá cả đôi khi nó cứ chênh lệch, nên là mình chỉ báo giá khoảng cách để cho anh em lắm bắt được cái cự ly khoảng cách của cái giá của nó. 1 triệu rưỡi không có điều áp. Đấy, bộ truyền thống giá rẻ dành cho anh em chơi PCP truyền thống bắn bi. Đấy, anh em về chỉ cần mua cái búa đập nữa là xong. Cái búa đập thì anh em cứ đánh lên các bác, anh em mọi người, anh em là cứ đánh ở trên mạng ấy. Búa đập truyền thống nó ra rất nhiều. Đấy, thì chúng ta chỉ về việc là cái búa là chúng ta bắn thôi. Đấy, cái búa này mình cũng đi mua của người ta ở trên mạng. 550.000, 600.000 đồng. Đấy. Nên là chúng ta chỉ về mua thêm cái kính ngắm là 1 này, kính ngắm bên mình có này, bơm là 2 này, giảm thanh là 3 này. Đấy, và cái búa này là 4. Và cái báng súng thì tự anh em làm. Anh em có thể tham khảo thế nào trên mạng tự làm nhá. Đấy, nói luôn cái bộ van này là bộ hơi này là 1 triệu rưỡi quay đầu về. Nó gồm những cái gì? Bình, nắp đít, van nạp, nắp đít, hai cái còng, một thanh dây và một cái van và một bộ quy tiếp đạn COL. Đấy, anh em thích mua lẻ thì mua. Còng thì nó có hai loại còng, còng 12 và còng 16. Ví dụ như còng 12 là cái lòng 12 này, hoặc là lòng lỗ 16 này. Anh em mua cái lòng thì hỏi người ta lòng 12 hay lòng 16 nhé, để bên shop gửi cho các bác là chắc chắn. Đấy, ví dụ lòng sắt này lòng 12 này, lòng nhôm sẽ lòng 16, còn lòng khương tuyến nữa, nó sẽ lòng 16. Rồi. Đấy, còn đấy là 1 triệu rưỡi quay đầu về. Còn anh em nào mà thích mua thêm van inox bản cao cấp lại hơn tí nữa, van inox. Đấy, cái van inox này mình nhập đắt, mình sẽ bán đắt tiền, chênh lệch nhau khoảng 200.000 các bác nhá. Đấy, anh em mà không lấy van nhôm thì lấy van inox thì phải cộng thêm 200.000 nữa. Đấy, vì cái van đắt hơn. Đấy, nói như vậy để cho anh em nào mua là hiểu. Đấy, nó có hai loại van. Đấy, van nhôm và van inox các bác nhá. Van nhôm thì 1 triệu rưỡi đổ về. Van inox này 1 triệu 7 đổ về. Đấy, mình nói như vậy để cho anh em nào có nhu cầu cần thì phân vân về giá cả thì mình báo giá như vậy để cho anh em biết. Rồi, ok. Cứ tuyệt 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 là như thế, báo giá tuyệt như thế các bác thấy sướng không?
Đấy, chả quan trọng đâu các bạn, mua bán mà, thuận mua vừa bán, quan trọng gì tiền nào của đấy, giá cả thì mỗi lời có một kiểu, nên là anh em nào có duyên với nhau thì mua bán, không có duyên thì thôi. Đấy, còn đây là bộ hơi truyền thống có điều áp đấy, cao cấp để bắn trì, hoặc là anh em chơi lòng cương tuyến, tùy các bác chơi kiểu gì thì chơi. Đấy là cái bộ này, bộ đắt tiền đấy. Chọn bộ như thế này thì nó rơi vào là 2,4 triệu đổ về, 2,3 triệu đến 2,4 triệu anh em nhé. Đấy, giá cả thì nó nói luôn với các bác, cứ phải nhấn mạnh về cái vấn đề giá. Nhiều khi anh em xem cái video thì cứ bảo bên kia đắt bên này rẻ, thì mình cứ nhấn mạnh về giá, giá cứ tầm 2,3 triệu đến 2,4 triệu. Đấy, còn giá cả phụ thuộc vào từng thời điểm, ví dụ như năm nay nó rẻ sang năm thì rẻ nữa, đúng không? Thôi thì anh em mình đã báo giá như vậy rồi, anh em thông cảm. Đấy, anh em cứ gọi điện đến, vì hôm nay là đầu năm, đầu năm mới mình quảng cáo thì khả năng cuối năm lại rẻ hơn nữa chẳng hạn đấy, thì anh em gọi điện đến, cái giá cả nó không ổn định, đúng không? Đấy, chọn bộ như này là 2,3 triệu đến 2,4 triệu. Đấy, mình gọi là khoảng như thế đi, còn rẻ hơn nữa thì tính sau. Lúc nào rẻ hơn nữa thì mình lại đăng thông báo sau. Đấy, chọn bộ như thế này nhá các bác, và chỉ cần lắp ráp thêm lòng với kính như thôi. Còn cái bộ này đắt tiền hơn. Đấy, cứ 2,8 triệu đến 2,9 triệu. Đấy, cái này đắt tiền hơn. Đây mình lắp mô hình để cho anh em xem. Đây là cái lòng khương tuyến. Lòng khương tuyến thì chúng ta phải lắp vào Q8. Đấy, quy tiếp đạn 8. Chúng ta lắp vào đây, cho đạn vào đây. Đấy, chúng ta kéo cái này vào, bóp cò bắn nên là sẽ ra đầu lòng này. Và cái thanh dây này chủ yếu để lắp kính ngắm, anh em lưu ý nhé, lắp kính ngắm. Đấy, nó sẽ đi kèm cho chúng ta đầy đủ van nạp như thế này. Đấy, chúng ta lúc đấy lắp vào rồi thì chúng ta sẽ nạp ở phần đít này. Đấy, van nạp lắp đít đầy đủ hết. Đấy, anh em và ráp vào như thế này thành một khẩu. Đấy, còn búa đập thì anh em lại mua trên mạng nhé. Cái búa đập bên mình không bán. Đấy, búa đập chúng ta lắp vào phần này. Đấy, nhìn rất đẹp luôn, đúng không? Chúng ta làm thêm cái báng nữa, thêm cái kính ngắm nữa là chúng ta chơi thôi. Kính ngắm này, bơm này, bên mình có. Đấy, kính ngắm bơm bên mình có rất nhiều. Anh em cứ ấn thẳng vào kênh của mình mà xem. Đấy, cái van này là van Super Bell anh em nhé, van Super Bell. Còn van này van Clicket, bản rẻ hơn là van Clicket. Clicket thì bên mình sẽ có nhiều loại. Đây mình sẽ hướng dẫn van để cho anh em nắm bắt. Đây là thằng Clicket bản rẻ này. Còn đây thằng Clicket bản đắt này. Đấy, nó có hai bản nhé, bản trắng. Kể cả bản trắng nó cũng có, nhưng bản trắng này, bản trắng này bản ngắn. Anh em lưu ý bản ngắn nhé. Còn có một bản trắng nữa, bản dài, thì nó đắt ngang với bản đen này. Đấy, anh em lưu ý, không để đến lúc mình gửi cho bản trắng này bảo bác ơi sao rẻ, không phải đâu. Bản này bản dài, bản xịn. Đấy, bản này bản dài này, bản này bản trắng này. Trắng này trắng bản ngắn. Đấy, anh em lưu ý nhé, nó sẽ là bản rẻ. Cái van không này chỉ có 600 thôi. Còn cái van đen này là hơn 1 triệu. Đấy, còn này chưa, đấy là mình gọi là van không, chưa tính cái cút độ này nhé. Đây, bản đen này bản dài hơn này. Đấy, và cái bản trắng đâu nhỉ? Bản trắng mình hết hình nhỉ? Bản trắng đang tạm hết, bản trắng nó cũng là bản dài, đắt hơn. Tạm thời đang hết bản trắng dài. Thì anh em nào mua Clicket thì mình sẽ gửi bản đen, còn bản trắng rẻ. Đấy, trong đấy nó có hai bản. Đấy, anh em thích lấy cái nào lấy. Anh em thích lấy van Super Bell trắng này cũng được. Đây là Super Bell trắng đây. Đây. Nó có ba cái bản này đắt tiền bằng nhau, anh em lưu ý nhé. Clicket này, Super Bell này. Super Bell nó có hai loại, màu đen và màu trắng. Đấy, anh em thích lấy màu nào thì lấy tùy. Và hai nữa, Clicket đang tạm thời chỉ còn màu đen thôi, màu trắng thì phải nửa tháng nữa mới có. Đấy, rồi ok, đấy là phiên bản đắt. Đấy, anh em thích lấy van nào cũng được, không quan trọng đâu. Ba cái này thì tiền như nhau, chất lượng như nhau, nên là không quan trọng. Đấy, ví dụ đây là một bộ van Clicket bản rẻ. Đấy là 2,3 triệu đến 2,4 triệu. Đấy, rồi ok. Còn cái van Super Bell bản đắt này, Super Bell hoặc là Clicket nhé. Đấy, đen trắng thì bản đắt thì nó vẫn bằng tiền nhau hết. Cứ tầm 2,9 triệu đến 2,8 triệu một bộ. Đấy, và các bác tự nào. Làm xong khẩu súng nó cũng chắc phải tầm 5 củ ấy. Khoảng đấy. Bơm này, kính ngắm này, tùy cấu hình kính ngắm cao hay kính ngắm rẻ. Đấy, kính ngắm thì bên mình đa dạng các loại kính ngắm, bơm đủ các loại bơm. Đấy, anh em ấn thẳng vào kênh hoặc là ấn những cái đường link xanh xanh mình để bên dưới thì anh em sẽ tham khảo về bơm và kính ngắm ở trong kênh của mình. Quá là nhiều luôn. Rồi ok, đấy là những cái mẫu van bình kính ngắm đã giới thiệu xong. Còn kính ngắm laser các thứ bên mình có hết nhá. Túi đựng súng rồi, túi đựng các thứ, nói chung linh kiện phụ kiện là bên mình đầy đủ. Trừ khi ráp thành khẩu thì bên mình không ráp được thôi, vì bên mình không bán nòng, không bán búa đập, nên là thiếu mất hai cái đó anh em nhé, thiếu mất hai cái đó nên là bên mình bó tay.
Đấy. Rồi ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em video lần sau. Nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của shop.